Tân nó bị bệnh rồi con ơi. Bự như cái máng à. Dưới năng à. Rồi. Ủa đâu có đâu còn gì đâu. Gì dạ? Đâu còn cái tô đâu. Trời chưa đủ cay hả bạn Sơn? Chưa đủ độ. Trời ơi. Xong. Ăn nhiều nỗi mụn đó bạn. Ê một cái này có vấn đề đấy. Chính xác. Đâu có được chuyện gì luôn. Đã rồi. Trời ơi vừa ăn tới rồi, hành động đúng. Hành động. Trời ơi nhìn Sơn kìa. Lấy thêm chén đi, Tụi em đi chị hai. Trời em ơi. Em nè, cho nhiều rau, nhiều mì, nhiều nước, cái gì cũng nhiều hết trơn nha. Đúng lại là không có gì. Cho em đi. Anh Sáng, quay. Anh Sáng, quay. Cho em đi. Em là con gì vậy? Em còn ham ăn hơn anh nữa. Cho em đi. Trời ơi. Trời ơi bạn Sơn, bạn múc gì mà toàn rau vậy? Không có miếng mì vậy? Đó, phải vậy đó, đó. Đó, hay quá. Rồi cho miếng rau nữa đi. Rồi rau. Rau. Rau cái cọng kia kìa. Này đúng không? Đó. Ê, cho em đi ngay nha. Nước thôi. Rồi rồi. Tôi là tô của tớ. Mình ăn nha mấy bạn. Hết tiền rồi lấy gì gửi. Thế mày đâu. Thì thôi ăn còn tiền cho lấy được cưng. Ngồi đây ăn đi. Không có ngồi rồi anh nha. Ngồi đây ăn đi. Trời. Bình bình phục vụ có kia hết rồi. Cái gọi là
mẹ. Anh làm việc phải nào? Hả? Có mà. Khánh ơi, 48 không nghỉ, Khánh ơi. Hai. Vinh cua. Rồi, chị ta hiểu số phận của Vinh rồi đó. Bưng nồi ra ăn nguyên nồi. Đầu chai trên sâu rồi, ơi đi tắm nồi lên khảo chen mềm mềm. Đừng có ngồi nha. Rồi, nó kính chứ không ăn mềm. Leo, 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 leo. Ăn nguyên nồi luôn đi ba. Vinh nó ham ăn chơi nồi còn quá trời luôn mà, không muốn cho tắm nữa rồi. Thấy làm vậy được chen. Rồi miếng coi. Đây đừng kiểu nó đây. Ngon quá rồi con ơi. Đúng rồi ạ. Đo tương ớt lại sắp mình nha. Bắt mình hả? Chứ phải tìm thấy hả? Tìm thấy. Đâu ăn được ngay luôn rồi. Ủa ba đủ to mà sao? Tôi thấy cảnh này giống y. Lấy dùm 8 cái muỗng luôn Vinh. Tôi thấy cái cảnh này giống y chang như là chưa được ăn miếng bao giờ. Chạy nàng, chạy nàng. Phải ăn một đuôi một chút. Gì à? Cái gì mà nghe cái này có thể là vui mà tụi nó thử sức kinh khủng lắm. No là mừng. Rồi chút về còn ăn cơm nữa rồi để dành bụng. Thằng quỷ này ác liệt nhá. Yên tâm đi, bụng mình dữ lắm. Vinh đem tắm muỗng cho anh ăn thêm một nồi cơm nữa. Thằng quỷ Vinh rớt rồi. Tao chiến hơn. Thằng này dữ á, thằng này nó dữ quá bà con ơi. Để em tắm muỗng coi. Mày lỡ làm bộ phim. Vinh lấy chai tương đen coi. Hả? Tại sao tao là nước quá. Hai các bạn kia lo tập trung chuyên môn đi nha. Hai bạn á. Ghê quá nha, bạn này ghê quá nha. Em ăn gần chết luôn, đói bụng gần. Tài bạn ra mà. Cho anh đủ. Nói vậy nè. Này đi á, nếu như mà Tài mà với hai vị Tài với bạn á mà có khiêu khích lẫn nhau á thì Tài không nên bẻ tay bạn mà bạn không nên cấu tay Tài. Ok. Chịu chưa? Không được thôi, vẫn cấu. Vẫn bẻ. Vẫn bẻ. Không sao. Ăn thôi, ăn xong ra chơi tiếp nè. Tụi bẻ tay cho nó khỏi về cũng chi, sẽ làm trong tay hai người chuyên nghiệp. Thôi anh tôi không đánh. Hai người của nó mà nó vậy. Trời, nãy giờ Vinh không có nói câu nào luôn. Tập trung vào chuyên môn kinh khủng luôn. Chiến đến ly cuối cùng. Em quay cho. Biết cái giống chó của mày, mày đéo càng mày. Mày nhớ nha, mày nhớ giống của lớn thằng chó. Đi bộ gì mày? Tao xỉu xe tao mày đi bộ về thì người ta không. Đấy. Đúng không? Đây chúng ta được xem được mặt quảng cáo. Trời ơi. Chị làm nha, vụ dỗ cho em với tụi Vinh đi. Quá trời từ không ông già. Sao được? Từ cái hôm mà nó đấm mày kéo mày đấm cái bụng đâu. Đâu cả. Thôi, có được rồi. Mày tình nghĩa anh em luôn. Rồi bỏ đi. Anh em tao giết. Giờ này vừa ăn vừa khóc quá. À, bọn mày nè. Mà chưa bọn qua. Chiến. Ồ, em bắt trước anh, em chiến phải anh ơi. Chiến nha, chiến nha. Chiến nha. Đừng đỏ. À. Thơm ngon đến giọt cuối cùng luôn. Tới, tới tới. Cho nó quay quảng cáo đi nào. Quảng cáo mì hảo hảo. Bánh 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 à bánh. Mì ăn mì hảo hảo cứ tựa. Anh quay tao này. Anh đi chiến được rồi. Cuộc chiến ở đây nó tính cao. Mày. Cuộc chiến ở đây nó tính cao rồi. Mà đệ tử chưa bắt giới hả? Chiến em đi đến nào cho tốt. Còn tô của mình nữa. Còn một ít ít mì. Tao nói chơi, hai tao quay làm thiệt á hả? Hai tao quay làm tiếp đi. Khánh ơi, mình bắt chước nó đi Khánh. Ăn mì làm gì?
Tao nè. Tại sao nó lại quay người tao, lúc người ta đi đau thương một đi dép mà đi quen mà bi. Tao ơi. Trời ơi, mày bị bệnh hết trơn. Được rồi, bay chết, tao khóc một ngày, bay chết. Bạn hãy tự giới thiệu về mình đi bạn. Bằng tiếng Việt bạn ơi. Tiếng Việt mình không có hiểu đâu. À mình không phải nói bạn à. Của ai vậy?